đây là cái đường Zoo của cái giai đoạn 2 của dự án Phú Hoa Garden nhé. Thì cũng xin báo với quý anh chị khách hàng là tới đây tháng 6 bắt đầu bên em sẽ mở bán, và mặt tiền của nó là 235 căn nhà phố. Đấy, mặt tiền sẽ là 235 căn nhà phố xây dựng một trệt một lầu, và giá thì có 1 tỷ 3 một căn thôi. Đó, giá 1 tỷ 3 một căn nhé. Một trệt một lầu và diện tích 5x20. Đấy, xây dựng thì nó sẽ chờ trước chờ sau, thì bây giờ thông tin thì em chưa có nắm rõ, thì em xin là khi nào mà thông tin mở bán nắm rõ thì em sẽ gửi lại quý vị khách hàng. Thì đây là cái giai đoạn 2 của mình. Giai đoạn 2 này của mình, nguyên khu vực này gồm 10 hecta. Nguyên khu vực này gồm 10 hecta. Thì dự án này là của tập đoàn Trần Anh. Và chỗ này thì đã tách sổ từng nền hết rồi nha quý anh chị khách hàng nhé. Tách sổ từng nền hết rồi. Và khi mà quý anh chị khách hàng mua đất á, thì có thể trong vòng từ 3 đến 6 tháng là mình công chứng luôn nha. Tại vì cái chỗ này là phải bên Bình Dương này phải chờ Sở Tài nguyên Môi trường người ta nghiệm thu dự án thì bắt đầu mình mới có để mà ra sổ cho khách hàng được, sang tên cho khách hàng được. Đấy, thì những cái giai đoạn mặt tiền này sẽ xây nhà hết nha quý anh chị khách hàng nhá. Mặt tiền này sẽ xây nhà hết toàn bộ. Đấy. Còn mặt bên trong sẽ bán đất, thì đất ở trong này thì là diện tích của nó là từ 100 đến 150 mét. Diện tích 100 đến 150 mét. Và nhà phố thì diện tích 5x20 nguyên cái giai đoạn mặt tiền nhé. Đấy, thì giá thì nó cũng tầm khoảng từ 9 triệu đến 9 triệu rưỡi một nền thông thường là 1 mét vuông á. Còn những cái diện tích lớn hơn thì nó sẽ giá cao hơn, và đặc biệt là những cái lô góc nhà quý anh chị khách hàng nhé. Thì ở đây vẫn là thanh toán 95% thì sẽ được chiết khấu 5%. Và giai đoạn này thì là đầu tháng 6 sẽ bắt đầu triển khai mở cho nhận đặt chốt và mở bán. Đấy, thì cái giai đoạn 2 này nó sẽ có một cái lối đi ra ngay cái chỗ mà quý khách hàng mình đang mua ở giai đoạn 1 là cái lốc D9 á, nó sẽ có một cái đường đi. Đấy, đây là cái lối đi này quý chị khách hàng nhé. Cái lối đi sang lốc D9. Cực kỳ rộng và đang bó vỉa nha quý anh chị khách hàng nhé. Đấy, tất cả đường xá đều đang bó vỉa hết. Thì ở đây thì nó chỉ có 235 căn nhà phố một trệt một lầu.
và giá 1.3 tỷ. Còn đất nền thì là giá đâu đó từ khoảng 800 đến 900 một nền, tùy diện tích. Đấy, tùy diện tích nha quý anh chị khách hàng nhé. Thì hôm nay em sẽ đi quay cái giai đoạn 2 này cho quý anh chị khách hàng để mình demo trước. Quý anh chị khách hàng nào mình mua quan tâm thì liên hệ trực tiếp qua cho số điện thoại chỗ em là 0976005119. Em tên Hạnh và làm cho chủ đầu tư tập đoàn Trần Anh nha quý anh chị khách hàng nhé. Em sẽ đi hết cái dự án luôn để nắng nôi xong đi về ngồi đây à? Xe bị tụt xích hả? Đó, thì đây là cái lối mình đi ra chợ nha quý anh chị khách hàng nha. Mình đi ra chợ mới, khu chợ mới ấp 4, xã Trường Tân Thấu á. Thì bây giờ em sẽ đi một vòng ra ngoài cổng dự án tiếp tục này, để ra ngoài đường Thiếu Niên 3. Đấy quý anh chị khách hàng nhá. Ở đây là đường 12m rộng thênh thang, hai chiếc xe container tránh nhau thoải mái luôn. Đấy, vô tư. Và ở đây thì cống, rồi đường xử lý nước thải, ống nước, đường nước sạch, đường điện thì bên em chưa có làm. Đó, và bây giờ bên em đang hoàn thiện nốt là cái phần phòng cháy chữa cháy và đường ống nước là bên em đang đổ bê tông nha quý anh chị khách hàng nhá. Đấy, thì ở đây thì cái này nó là giai đoạn 2 10 hecta, và tiếp tục giai đoạn 2 10 hecta nữa thì nó sẽ có là thêm 7 hecta nữa, thì bên em đang bắt đầu san lấp mặt bằng và làm thêm cơ sở hạ tầng. Thì quý anh chị khách hàng nào nếu mình mua có điều kiện mình mua đợt 2 này thì mình nên mua đợt 2, bởi vì diện tích lớn, đường lớn, sau này nó sẽ có một cái khu trung tâm thương mại xây dựng ở đây. Đó, và cái liền kề của mình là nó có cái chợ mới luôn, mình có thể kinh doanh và mua bán ở trong khu vực này. Đó, thì đây là tổng quan của cái giai đoạn 2 10 hecta. Em xin quay lên, review lên để cho quý anh chị mình thấy rõ là bên cơ sở tầng đã làm tới đâu rồi và nó như thế nào khi chuẩn bị mở bán. Thì quý anh chị nhớ nhá, số điện thoại là 0976005119. Em tên Hạnh, làm cho chủ đầu tư tập đoàn Trần Anh. Thì bây giờ em sẽ đi thẳng ra đường Thiếu Niên 3 đây. Nó sẽ nằm đường Thiếu Niên 3. Nếu mà chúng ta đi, quý anh chị khách hàng mình đi từ đường quốc lộ 13 mình đi vô á, nó sẽ gặp cái dự án của mình trước. Đấy, nó sẽ gặp cái dự án của mình trước và sau đó giai đoạn 2 trước, thì sau đó nó mới vào tới cái giai đoạn 1 nha quý anh chị khách hàng nhé. Thì tuy nhiên ở đây thì em sẽ đi hết, em sẽ đi từ giai đoạn 2 vào giai đoạn 1. Như giai đoạn 1 thì bên em bán có 660 triệu một nền thôi, 620 đến 660 triệu một nền. Đấy, khách hàng nào mua đợt 1. Và bây giờ thì giá nó đã lên là 880 triệu đến 900 đến hơn 1 tỷ tùy lô. Và đấy là đợt 1, đợt 2, đợt 3. Thì chuẩn bị bán đợt giai đoạn 2 này thì cũng là những cái nền đất, những cái căn nhà cực kỳ đẹp. Đó, đây vẫn là đường Thiếu Niên 3, đường đi mình đi vô cái giai đoạn 1 của dự án Phú An Garden Bảo Bàng Bình Dương. Cái này thì em có review rất là nhiều rồi. Em có quay tức là nhà phố này, rồi là đất nền này, rồi video về dự án Phú An Garden Bảo Bàng Bình Dương này cực kỳ nhiều. Nếu quý anh chị khách hàng nào mình quan tâm, mình yêu quý kênh thì xin đăng ký và chia sẻ giúp em, để khi nào mà em đăng một video mới lên, quý anh chị khách hàng mình có thể là nhận được thông tin luôn. Và nếu cảm thấy nó phù hợp với nhu cầu của anh chị đầu tư thì anh chị liên hệ trực tiếp qua em luôn nhé. Số điện thoại em sẽ để lên, số điện thoại em sẽ để trên màn hình, và em sẽ đọc, xin đọc luôn là 0976005119, em tên Hạnh và làm cho chủ đầu tư. Tất cả video em quay đều là thực tế hết nha quý anh chị khách hàng nhé. Và trước mặt quý anh chị khách hàng giai đoạn 1 thì nó đã hình thành 100% rồi. Và bây giờ giai đoạn 1 thì đang cho Sở Tài nguyên Môi trường đưa giấy nghiệm thu, là bên em sẵn sàng bàn giao sổ sách cho quý anh chị khách hàng. Và để cho quý anh chị khách hàng không phải chờ lâu và không có sốt ruột nữa. Đấy, thì video của em là tới đây thôi. Xin kính chào quý anh chị khách hàng và hẹn gặp lại quý anh chị khách hàng ở video tiếp theo.
và những dự án tiếp theo nhé. Quý anh chị khách hàng mình nhớ theo dõi kênh và đăng ký kênh giúp em để mình nhận được những cái thông tin mới nhất về dự án nha. Em xin kính chào quý anh chị khách hàng.